Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở, gồm các cơ quan đơn vị, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ban quản lý chợ trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, hơn 150 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các văn bản, pháp quy của nhà nước, về công tác phòng cháy chữa cháy, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, kiến thức cơ bản về cháy nổ, công tác lập và thực tập phương án chữa cháy, các chuyên đề phòng cháy chữa cháy, điện, xăng dầu, ga, phòng cháy chữa cháy trong các nhà hàng, khách sạn, nơi tập trung đông người, nghiên cứu tính năng, tác dụng cấu tạo, cách bảo quản các hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc mới phát sinh. Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên đạt yêu cầu. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm vững những kiến thức quan trọng, các phương pháp về phòng cháy chữa cháy, nhằm phục vụ cho các hoạt động dịch vụ kinh doanh trên địa bàn an toàn hiệu quả.